Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Tại hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng cần quy định rõ thứ tự ưu tiên đối với dân tộc thiểu số chưa hưởng chế độ khi triển khai chính sách đất đai, cần kết hợp với nhiều giải pháp đồng bộ khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thực hiện của 10 dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn điều chỉnh giảm hơn 703 tỷ đồng. Sinh viên trường Đại học Thủy Lợi và trường Đại học Cần Thơ giành 2 giải nhì tại cuộc thi công nghệ quan trắc hiện đại cho sông Mekong cho các đề tài giám sát mực nước và đo độ ẩm đất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đất đai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo bằng chủ trương pháp luật và chính sách cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo luật đất đai sửa đổi do Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức sáng nay tại thành phố Cần Thơ, tiếp tục ghi nhận các ý kiến để xây dựng các chính sách phù hợp hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường kiến nghị bổ sung một số nội dung bảo đảm tính thống nhất, ổn định về công tác quy hoạch giữa các luật như luật quy hoạch đô thị, luật xây dựng và luật đất đai. Quan tâm đến chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Điều 17 của dự thảo cần giao thẩm quyền cho chính phủ ban hành một nghị định riêng về cơ chế chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo tính bao quát đặc trưng phù hợp với văn hóa vùng miền của cộng đồng dân tộc thiểu số, thực tiễn của địa phương. Cần cụ thể hóa vấn đề nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc, quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong luật để đảm bảo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các ý kiến cũng cho rằng việc ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số là phù hợp, nhưng cần quy định rõ thứ tự ưu tiên đối với dân tộc thiểu số chưa hưởng chế độ, hưởng chưa đủ hạn mức về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất kinh doanh để đảm bảo công bằng cho đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách. Đồng thời, khi triển khai chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, cần kết hợp với nhiều giải pháp đồng bộ khác như đầu tư về cơ sở hạ tầng, thủy lợi, kỹ thuật sản xuất, vân vân. Thực hiện chính sách dân tộc bao nhiêu năm nay, các cái quyết định mà chúng tôi đã dẫn ra đây với các đồng chí và kể cả hiện nay trong chương trình mục tiêu quốc gia là các cái chính sách về đất đai, giải quyết đất đai, bản chất ở đây là chính sách dân tộc và chính sách xã hội, là phải có nguồn lực, chính sách và ngân sách phải đi kèm với nhau. Thực tế chúng ta đã có bố trí nguồn lực, cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn làm sao mà các đồng chí trong cái tổ biên tập của luật đất đai sửa đổi này cố gắng là có một cái câu chữ nào đấy ghi nhận về cái nguồn lực, về nhà nước đảm bảo nguồn lực thực hiện cái chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ có thể tăng thêm các nguồn hỗ trợ cho địa phương đối với một số địa phương khó khăn do cái ngân sách địa phương cũng còn hạn chế để làm sao đủ cái nguồn lực tạo lập quỹ đất ở đất sản xuất cho cái đồng bào dân tộc thiểu số đầy đủ. Đồng thời là các cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách sẽ được cung cấp đầy đủ để cho đồng bào tiếp cận đầy đủ hơn. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trình bày các báo cáo về các vấn đề chính sách giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số, thu hồi, bồi thường, ổn định đời sống các hộ tại nơi mới, bảo vệ và phát triển rừng, gắn với tạo thu nhập cho đồng bào dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tộc thiểu số, trợ giúp pháp lý đối với người dân sống ở vùng kinh tế khó khăn, vân vân. Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước Cần Thơ, đến 16 giờ ngày hôm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Cần Thơ so với quyết định Thủ tướng giao là gần 15,6%, so với Hội đồng Nhân dân thành phố giao là hơn 15%, số giải ngân ngân sách địa phương trong ngày là hơn 11 tỷ đồng. Cũng liên quan đến đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, thành phố giảm kế hoạch vốn thực hiện của 10 dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong tổng số vốn điều chỉnh giảm hơn 703 tỷ đồng. Đồng thời giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ từ nguồn vốn ngân sách địa phương điều chỉnh giảm và số vốn chưa phân bổ bao gồm giao 300 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc số 1 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều và giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 5 dự án với tổng kế hoạch vốn là trên 708 tỷ đồng. Các chủ đầu tư căn cứ danh mục dự án và mức vốn bố trí trong kế hoạch để khẩn trương triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và tiết kiệm, không để xảy ra nợ động trong xây dựng cơ bản. Sau thời gian tập trung thi công và giải quyết những vướng mắc trong công tác thu hồi mặt bằng, bồi hoàn và bố trí tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng, đến đầu tháng 4 này, các gói thầu xây dựng kè chống sạt lở, kè sông Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất. Đó là các gói thầu 1.1, 1.2, 1.3 xây dựng kè trên sông Cần Thơ, đoạn từ nhà khách số 2 đến giáp ranh rạch Đầu Xấu, với tổng kinh phí trên 600 tỷ đồng do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Đến nay, các gói thầu này đã hoàn thành trên 80% tiến độ, trong đó gói thầu số 1, đoạn từ nhà khách số 2 đến chợ An Lạc đã hoàn thành trên 97%. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện để thực hiện hoàn tất các hạng mục còn lại của công trình kè, đường giao thông cặp kè và hạng mục cây xanh chiếu sáng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão triều cường năm nay. Sáng nay, Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị mở rộng nhằm sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Trong quý 1, Quận ủy Bình Thủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức các hoạt động chào năm mới và vận động xã hội hóa hỗ trợ trên 13.300 phần quà trị giá hơn 5 tỷ đồng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã kết nạp 34 đảng viên mới, đạt tỷ lệ trên 35% kế hoạch. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết năm 2023. Tình hình kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá, một số ngành lĩnh vực tăng so với cùng kỳ. Các công trình dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đạt chỉ tiêu thành phố giao, đặc biệt tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023, điểm chỉ đạo của thành phố, gắn với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2023, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, nhất là các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận và 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ sáng nay đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 sơ kết công tác quý 1 năm 2023. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chăm lo cho công nhân viên chức, người lao động. Đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, tặng gần 72.000 phần quà, tổng số tiền gần 27 tỷ đồng cho công đoàn viên. Bàn giao 8 máy ấm công đoàn, hỗ trợ 3 trường hợp công đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo. Các cấp công đoàn đăng ký thực hiện 680 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, 72 công trình thi đua, mô hình dân vận khéo. Dịp này có 3 tập thể được nhận cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng cho các đơn vị đạt giải hội thi, sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động toàn quốc năm 2022. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cũng tặng cờ thi đua và bằng khen cho 15 tập thể, 17 cá nhân có thành tích. Thưa quý vị, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức. Cuộc thi dự kiến tổng kết trao giải thưởng tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam vào ngày 9 tháng 11 năm 2023. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên website tìm hiểu pháp luật bctn.cantho.gov.vn. Nội dung xoay quanh các quy định về luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các đội từ Trường Đại học Thủy Lợi và Trường Đại học Cần Thơ đã giành được 2 giải nhì tại cuộc thi công nghệ quan trắc hiện đại cho sông Mekong cho các đề tài giám sát mực nước và đo độ ẩm đất. Đây là cuộc thi đầu tiên do Quỹ Hộ sông Mekong quốc tế MRC phát động dành cho sinh viên của các trường đại học trong khu vực nhằm tìm kiếm thiết kế công nghệ bền vững và hiệu quả để giám sát mực nước, lượng mưa, độ ẩm đất và chất lượng nước sông Mekong. 14 đội đến từ 11 trường đại học thuộc 4 quốc gia thành viên gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Sản phẩm của cả 14 trường sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào để lãnh đạo các nước MRC và quan khách tham dự hội nghị cấp cao MRC tham quan. MRC cũng có kế hoạch sẽ phối hợp với các đội chiến thắng để triển khai các công nghệ của họ trên dòng sông Mekong. Thưa quý khán giả, tuổi trẻ Cần Thơ ngày càng có nhiều cách tiếp cận và ứng dụng với khoa học kỹ thuật, công nghệ, tạo ra giá trị tích cực để phục vụ cho đời sống. Và mã QR cung cấp thông tin tại các di tích lịch sử văn hóa đang được triển khai là một trong những công trình phần việc như vậy. Những ngày cuối tháng 2, mã QR phục vụ khách tham quan được ra mắt tại di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ. Đến nay, đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố tham mưu phối hợp đưa vào sử dụng mã QR tại 4 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Nhìn chung, ứng dụng này dễ thao tác trên điện thoại thông minh và khá tiện ích. Du khách dễ dàng tham khảo thông tin bằng cách đọc hoặc nghe tiếng Việt, tiếng Anh. Để góp phần tích cực cho cái công tác quản lý cũng như là công tác tuyên truyền quảng bá cái khu di tích lịch sử cấp quốc gia, nói về cụ Thủ Khoa Bùi Nghĩa. Cái tính năng này thì mình quét xong rồi thì nó nổi lên cái hình ảnh của cái khu tưởng niệm này, và kể cả đọc và nghe. Các cơ sở đoàn trực thuộc được giao phối hợp thực hiện công trình này. Lực lượng đoàn viên tích cực phối hợp khâu kỹ thuật công nghệ với khâu tổng hợp tài liệu, thông tin, hình ảnh về các di tích lịch sử văn hóa. Điều này cũng là một vinh dự của chi đoàn Sở Thông tin Truyền thông tụi em để mà có thể đóng góp cho thành phố mình về các cái đưa các cái di tích lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân. Vấn đề thu thập thông tin thì một là thu thập thông tin nó sẽ có nhiều nguồn và tụi em sẽ phải đi qua sở văn hóa để mà xác minh lại thông tin đó một phần. Các cái bài dịch về tiếng Anh ở trên trang thì cũng phải qua sở ngoại vụ để mà xác minh lại một lần nữa, cho nên phần đó cũng mất một số thời gian. Phải nói đây cũng đảm bảo theo tiến độ yêu cầu, và từ đây đến cuối năm thì sẽ thực hiện cơ bản tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phố, và với thuận lợi đó là việc đồng hành, việc xung kích của cán bộ đoàn động viên thanh niên các cấp trong cái việc mà tham mưu cũng như là triển khai thực hiện các hoạt động tại các điểm di tích này, cũng như là cái việc đồng hành hỗ trợ của bảo tàng thành phố, của đoàn khối chính đảng, cũng như là các quản lý tại các khu di tích lịch sử để trong cái việc mà cùng với đoàn thanh niên thành phố trong việc triển khai công trình thanh niên này. Người sử dụng điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, tạo ứng dụng QR tại các khu di tích lịch sử văn hóa, góp phần phục vụ tốt hơn du khách trong và ngoài nước. Thành đoàn Cần Thơ dự kiến triển khai tại 38 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, thiết thực chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Các đảng viên, công chức, người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được quán triệt chuyên đề năm 2023 là nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai một số điểm mới trong quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư khóa 13 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng. Hội nghị nhằm giúp đảng viên, công chức, người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, nâng cao nhận thức, tu dưỡng rèn luyện, có những hành động thiết thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã phát huy vai trò trách nhiệm trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Điểm đặc biệt tích cực trong hoạt động của hội là công tác bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó đã góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Nói về các mô hình tiêu biểu của hội, phải kể đến mô hình thu gom rác thải sinh hoạt gia đình. Nhận thấy rác thải làm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống, cũng như ô nhiễm môi trường. Đầu năm 2018, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã đã xây dựng kế hoạch có giải pháp cụ thể để triển khai mô hình và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều hộ dân. Bắt đầu năm 2018 thì tuy là có làm cái mô hình có chỉ 2 ấp thôi, nhưng mà sau khi bà con thấy cái hiệu quả đem lại cái môi trường xanh sạch đẹp, rồi cộng với cái nguồn nước các trẻ em tắm bị ngứa, thành ra vậy bà con yêu cầu. Thì từ đó là cho đến giờ là năm 2023 thì trong cái cựu chiến binh thực hiện là được 10 trên 11 ấp. Tại vì ấp của Trường Tây đã đang thi công, nhưng bà con đã yêu cầu rất nhiều đối với ấp Trường Tây, nhưng mà tới đây cựu chiến binh sẽ thực hiện lấy là 11 trên 11 cho toàn xã. Cựu chiến binh xã đang vận động mình bỏ rác đó. Cô cũng đồng ý cái vụ đó như lắm, như bỏ rác đồ sạch sẽ để bỏ dưới sông rồi thấy dơ giấy quá. Bên cạnh đó, hội cũng tranh thủ vận động tiền, vật tư từ các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân và người dân để tiến hành trồng hoa kiển, tạo cảnh quan môi trường, xây dựng cột cờ, đèn đường, vân vân. Bên hội cựu chiến binh xã có treo cờ nước thì rất tốt, lễ Tết này kia tạo cảnh quan đường phố sạch đẹp. Bên hội cựu chiến binh là có vận động anh em chặt là cây cối rồi ve ra lộ đó, hay là rồi sửa sang đường lộ mần cỏ theo ấy ngày lễ này kia có cho người mần cỏ. Mà cựu chiến binh trồng 3 cái bông 10 giờ với cây kiển, xa có cây kiển lên vậy đó. Đặc biệt với uy tín và niềm tin trong nhân dân, Hội Cựu chiến binh xã đã triển khai thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, hiệu quả lâu dài, góp phần quan trọng trong việc xây dựng quê hương Tân Thới ngày càng giàu đẹp. Đoàn công tác của Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ cùng Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ đã đến kiểm tra tình hình mua bán ở một số chợ truyền thống vào sáng nay. Đoàn đến kiểm tra tại chợ Trung An và chợ Cờ Đỏ thuộc huyện Cờ Đỏ. Qua khảo sát thực tế cho thấy, số lượng hàng hóa tại các chợ truyền thống tương đối dồi dào. Các mặt hàng tự sản tự tiêu được tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể thì doanh thu bán ra giảm so với cùng kỳ. Đoàn lưu ý ban quản lý các chợ phải thực hiện tốt khâu tuyên truyền, yêu cầu các tiểu thương niêm yết và bán đúng giá niêm yết, nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy và thường xuyên kiểm tra các thiết bị chữa cháy, hệ thống điện. Tăng cường tập huấn và tổ chức diễn tập cho nhân viên quản lý chợ, các hộ tiểu thương để nâng cao cảnh giác cháy nổ. Cùng ngày, Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ cũng đến làm việc với Hợp tác xã Mãn Cầu Thới Hưng để hỗ trợ đưa sản phẩm ô cóp vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và xúc tiến giới thiệu quảng bá sản phẩm. Thực hiện các khâu đột phá về đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội, tập hợp và thu hút hội viên. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã thực hiện báo cáo, thống kê, hồ sơ khen thưởng và 100% cơ sở hội thực hiện quản lý hội viên trên phần mềm của Trung ương hội triển khai. Các cấp hội đều tạo lập các tài khoản mạng xã hội, Zalo, Facebook, thường xuyên đăng tải thông tin truyền thông về hoạt động hội, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào thi đua tại địa phương. Tại hội thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương đã chia sẻ thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra các giải pháp ứng dụng mạng xã hội và công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, một số lưu ý về an toàn trên không gian mạng, nâng cao nhận thức về công nghệ số, chính quyền số, xây dựng trang thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm do hội viên phụ nữ sản xuất. Thưa quý vị, với sự nhạy bén, những năm qua nhiều mô hình phát triển kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ, nhất là các hợp tác xã, đã phát huy được hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho các hội viên. Về Cần Thơ, nhắc đến bánh dân gian, du khách sẽ nhớ đến hợp tác xã bánh dân gian Hương Xưa do bà Phan Thị Hồng Phúc làm giám đốc. Các thành viên trong hợp tác xã chuyên sản xuất các loại bánh như bánh phu thê, bánh xèo, chè, xôi các loại, mong quả cưới hỏi, kết rồng phụng bằng trái cây tươi, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc. Chị tham gia hợp tác xã bánh dân gian thì chị cũng mong muốn là được quảng bá cái sản phẩm của mình để cho nhiều người biết đến, thì mình cũng có thêm thu nhập, tạo công ăn việc làm thêm cho chị em trong gia đình. 7 thành viên đều được hỗ trợ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì mức hỗ trợ vay cao nhất là 50 triệu và thấp nhất là 30 triệu. Và trong thời gian tới thì để duy trì hợp tác xã bánh dân gian và mở rộng thị trường, thì về phía hội thì chúng tôi cũng kết nối với Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ để tìm đầu ra cho các chị. Còn tại quận Thốt Nốt, hai hợp tác xã nông sản Trung Nhất và hợp tác xã trái cây Tân Lộc đều làm ăn khấm khá. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã nông sản Trung Nhất cung cấp ra thị trường trên 1 tấn rau ăn lá các loại. Riêng 16 hecta nhãn y đo của hợp tác xã trái cây Tân Lộc cho năng suất bình quân từ 180 đến 200 tấn một năm. Thu nhập bình quân của các thành viên hai hợp tác xã này từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng một năm. Và quận cũng đã thành lập được hai hợp tác xã. Một là hợp tác xã trồng cây ăn trái ở phường Tân Lộc. Hai là hợp tác xã nông sản Trung Nhất. Đến nay thì hai cái hợp tác xã này nói chung là làm ăn cũng có hiệu quả. Hợp tác xã Trung Nhất thì cũng có cái công ty nông sản xanh ở Cần Thơ. Thì ra những cái đầu ra thì hợp tác xã Trung Nhất cũng làm rất là tốt. Riêng về cái hợp tác xã trồng cây ăn trái, thu hoạch các gia đình là tự buôn bán nhỏ lẻ theo các từng hộ gia đình. Chưa có được các công ty để hỗ trợ về cái đầu ra. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, rồi phối hợp với lại các cái ngành chuyên môn, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các cái sản phẩm của hợp tác xã đăng ký sản phẩm ô cốp, hỗ trợ cho hoạt động hợp tác xã gắn với cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 315 hợp tác xã nông nghiệp và phi nông nghiệp, trong đó có 8 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ với 255 thành viên. Tất cả đều hoạt động có hiệu quả, tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho trên 1.000 hội viên, góp phần phát triển kinh tế gia đình bền vững. Phát huy kết quả đạt được, Cần Thơ đang tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023. Đề án đặt mục tiêu là phát triển, củng cố và nâng cao hoạt động hiệu quả các hợp tác xã do phụ nữ tham gia, quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Xin được chuyển sang các thông tin liên quan đến việc chuẩn hóa thuê bao SIM điện thoại theo dữ liệu quốc gia về cư dân. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, những thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh nhân dân với những thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định vẫn hoạt động bình thường. Những thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh nhân dân nhưng chưa đồng bộ với căn cước công dân mới, có thể chưa kịp đồng bộ hoặc chủ thuê bao chưa được cấp căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia, thì nhà mạng sẽ chủ động rà soát dữ liệu và hồ sơ đăng ký thuê bao. Trong trường hợp thông tin trùng khớp, nhà mạng sẽ tổ chức và tiếp tục định kỳ đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi người dân đến làm căn cước công dân hoặc cập nhật từ chứng minh nhân dân. Thông tin từ lĩnh vực y tế, thưa quý vị, từ nay đến cuối năm, định kỳ chiều thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long sẽ tổ chức chương trình khám tầm soát các bệnh lý tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Các bác sĩ sẽ trực tiếp khám lâm sàng, làm điện tâm đồ và siêu âm tim chẩn đoán. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn hướng điều trị. Trường hợp gia đình trẻ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, được chỉ định can thiệp phẫu thuật, sẽ được hướng dẫn đăng ký xin tài trợ chi phí phẫu thuật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.